Đây là dự án có thể. Đây là dự án mà mình thấy đẹp nhất tại Vân Đồn và đang được hoàn thiện rất mạnh mẽ tại Vân Đồn thời điểm này. Đó là Sonaci Vân Đồn. Các bạn có thể nhìn ở đây thấy là những dãy này là những dãy xốp theo của dự án đã được xây, đã được hoàn thiện. Mặt bằng dự án thì đã san lấp rất là rộng. Và tôi được biết là dự án này rộng đến 358 hectare. Đây các bạn có thể view cùng dự án này. Một bên là tựa núi, một bên là hướng ra vịnh. Rất đẹp, vịnh vịnh Bái Tử Long. Tầm nhìn của dự án này rất là rộng, xa. Ở đây mình đã được sải chân bước trên cái bãi biển, bãi tắm mà họ đã hoàn thiện ở phía trước vịnh kia. Đó, chúng ta có thể cùng view cái công trường rất là lớn này của Sonaci, mặt bằng san lấp mà tôi bay mấy phút không hết được cái chiều dài của cái khu đất mà họ đã san.